Hello các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh của iWorldGaming nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tới một cái đội hình mà mình nghĩ là hôm bữa trên live mình cũng đã nói rồi. Đó chính là đội hình siêu thiêu đốt. Nghe hấp dẫn đúng không? Nhưng mà trong này là tôi đang có một cái em thế mạng, đó chính là em Vegeta SSGSS, là để kích cho con Son Goku SS God này các bạn, là nó có thêm cái phần đầu đầu luôn. Tại vì hiện tại nếu như mà chơi thì tôi có thể thay được một con Yamasu cũng được. Được không nhỉ? Tại vì bây giờ nếu thay giống xương vô thì đang đang thiếu một con. Thử xem sao. Bây giờ tôi thay con này ra đúng không? Tại vì Yamasu nó cũng sẽ có nổ phong ấn, thì mình cái đó là mình cũng sẽ tính vào một cái dạng ha. Đâu rồi, Yamasu đâu mất tiêu rồi. Đây. Ok, mình sẽ cho Bumajin vào luôn đi nhờ. Cho Bumajin vào được không em? Nhưng mà nó làm chi viện là ok rồi, không có cần thiết rồi phải. Chúng ta còn ai có sát thương thiêu đốt nữa hay không nhỉ? Còn ai nữa nhờ? Mình sẽ cảm giác là đây, mình nghĩ là tăng cái lượng sát thương cho phe ác lên là được nè. Đâu rồi, để xem cái bộ kill của Black Goku xem như thế nào. Bản thân tăng lực công, tỷ lệ kill nhỏ, phe ta cứ có một chiến binh tà ác ra trận, tỷ lệ tăng 10%, tối đa tăng 40%. Cái này là kỹ năng mini kill nha các bạn, không phải là kỹ năng tất sát đâu. Rồi, chúng ta sẽ xem Black Goku xem nó có hiệu ứng gì hay không. Xem của mình Goku. Đây. Bản thân tăng lực công thôi, không có lượng sát thương hero rồi các bạn. Xong vào đội hình địch tấn công và địch có máu tốt nhất gây 15% sát thương lên chính mình hệ công, kèm hiệu quả trảm diệt. Chúng ta không có sát thương hero ha, cho nên là mình sẽ lấy cái con Black Goku đi để kích hoạt cái tên hệ ác luôn. Chúng ta cũng có khá nhiều con hệ ác đó, Mira này, Black Goku này, chúng ta có Yamasu và Towa nữa. Hợp lý chưa? Rồi đi vào cái phần rune xem như thế nào. Hiện tại là Black Goku mình đã thay ra cho nên là vẫn chưa có rune các bạn ạ. Đâu rồi cái con hồi nãy SS God. Hai ông này mình sẽ gỡ tháo nha. Tóc đỏ. Đấy, nguyên một bộ tấn công chí mạng luôn à. Mình sẽ cho con này cầm tấn công chí mạng luôn các bạn ơi. Ngán ngẩm gì mà sợ đúng không? Nhưng mà không biết Yamasu đã có rune chưa nhờ. Để tôi xem. Chưa có rune à. Chưa có rune thì chắc là sẽ cho nó cầm cái bộ này đi các bạn. Cho nó đau một tí ha. Rồi, ở đây mình không biết là có bộ nào ngon ngon hay không. Cho tạm mấy cái đỏ đỏ đi. Nguyên một bộ ý chí bất khuất thì sao? Trời. Ok, như vậy là chúng ta đang có như thế này. Towa và Trinh sẽ là hai con đam chính trong cái trận đấu này và những cái con kia sẽ là nhân vật phụ thôi. Nhưng mà mình đáng nói ở đây là chúng ta sẽ có đó chính là Mira với ba cái hồn vũ khí của mình. Thì không biết là anh ấy có làm nên trò trống gì hay không đây. Hai vợ chồng được thể hiện nhưng mà để xem cho mà anh chồng có thể hiện được trước mặt của vợ mình hay không. Về huy hiệu linh hồn thì hiện tại mình còn quên nữa. Mình còn phải tháo mấy cái của mấy con này ra nữa các bạn ạ. Đó, gỡ cái này ra nha. SS God đâu rồi? Không có. Rồi. Cho lấy một cái văn chương nào đó ngon ngon một tí đi. Lượm đi. Đây thì sẽ cho ai đây nhở? Mình không cảm giác là có cái nào ngon để cho con này. Nhưng mà nó cũng chỉ là một cái nhân vật phụ thôi. Cho nên là mình cho đại một con đi ha. Rồi, chúng ta sẽ có Towa cầm cho mình, đó chính là Vegot cũng như là con cây béo. Rồi Trun chúng ta sẽ có là Trun với cả Ariel. Rồi Keola chúng ta sẽ có như này. Thì mình đang để như thế này là để tập trung cho con Super Vida cho nó khỏe nha các bạn. Mình đang muốn test đam con này chứ nếu mà mình để con này qua cho con Trun thì thôi nó khỏe quá. Rồi ok. Như vậy thì chúng ta đã có thể đi vào được cái phần chiến đấu rồi nhỉ. Hiện tại để xem cái lực chiến của mình xem như thế nào nha. 2.4 triệu rồi. 2.4 triệu thì bây giờ mình sẽ đánh khoảng tầm khoảng 2 trận đi ha. Một trận mình sẽ đánh một ông gọi là thấp lực chiến hơn mình một tí. Có ai không? 2.5 triệu nè. Ông này cũng ngang ngang nè các bạn. Ông này ngang ngang được nè, quýnh được nè. Chơi. Không biết là chúng ta có cái lợi thế hay là có khả năng win được cái tem này hay không đây. Trong khi bên kia đang có tận 2 con, có devil. Ui, hạn sức không nhiều đấy.
hai đốt này tích lũy vào. Tu qua cũng có đốt này. Rồi, chúng ta chỉ trói được Rô thôi. Yamasu. Đáng lẽ mình phải để vị trí của Yamasu ở hàng sau các bạn. Quên xếp lại tên mất tiêu rồi. 2.8 triệu dam, đó chính là lượng sát thương mà Mira vừa gây ra trong cái tên vừa rồi của mình. Và nó đã để lại cái nội tại dính độc cho Future của Han. Nhưng mà mình đang rất lo, đó chính là Devil de Mira đang có cho mình cái nội tại rất cao. Lượng sát thương sẽ cực kỳ khủng khiếp khi mà nó ném 3 quả cầu lại. Rất nhiều sát thương đang xả xuống tên của mình rồi. Liệu là có thể gánh được hay không đây? Tôi qua đã bị mê hoặc. Kêu la có phải nằm xuống hay không? Vẫn chưa. Mira đã chạy đi rồi. Rất tiếc là Towa của mình đang bị dính mê hoặc hay sao rồi á. Giải được rồi. Vậy là vừa rồi có vẻ là một cái pha choáng. Làm nốt việc còn lại đi xem nào. Rất nhiều sát thương từ phía trường của Han. Và đó là Mira 2 triệu dam gây rất nhiều sát thương, nhưng mà Future của Han đang xả lại rất sâu các bạn ạ. Thực sự ra là chúng ta cũng đang ngán ngẩm con Devil bên kia thôi, chứ Future của Han thì nhiều khi là lượng sát thương đốt có thể sẽ đủ đấy. Nhưng mà tôi không biết tại sao là tên của mình rất may mắn là chúng ta đã kết liễu được cái mạng của Devil rồi. Nhưng mà Future của Han này đang sống vẫn rất khỏe nha. Có vẻ là Trinh sẽ phải nằm xuống rồi. Chúng ta đã mất đi một người đam chính. Vẫn chưa ạ. Trinh đã chạy đi thôi, vẫn chưa kết thúc. Trận đấu này vẫn còn đang tiếp diễn được. Nhưng mà Trinh khi mà đối đầu với Future của Han thì thật sự cũng rất là khó. Thời khắc mà Keo La tỏa sáng đã tới rồi các bạn ạ. Và hiện tại Future của Han các bạn có thể thấy là dính 6 điểm nội tại của Mira. Có một pha đúc máu chết hay không đây? Hãy cùng nhau xem nhé. Chết hay không nào? Không chết các bạn ạ, không đủ đam rồi. 6 điểm nội tại các bạn có thể nhìn thấy. Nếu mà chúng ta có một cái một con gì đó tăng ở hàng trước thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Như vậy là với một cái đội hình hơn lực chiến một tí thì chúng ta sẽ phải thua rồi. Không biết là có bác nào ở trong đây. Chúng ta sẽ có là trên này thì mình đang hơn lực chiến hơn, nhưng mà về cái đội hình này thì nó sẽ hơn hẳn cái đội hình bên đây nha. Đội hình này chỉ được lực chiến ảo thôi, cho nên là đánh thử xem nào. Vẫn là trên hai lần thiêu đốt cộng dồn nào. Có vẻ Devil bên kia cũng không chịu nổi cái nhiệt này rồi. Và đó là Yamasu. Ui, quét sạch ở cái lượt đầu tiên luôn kìa các bạn. Quét sạch, và đó là pha quét sạch đến từ vị trí team tà ác của mình. Trối hai rồi. Yamasu đã phải nằm xuống. Mình quên để Yamasu ở hàng sau nữa rồi. Đầu rất quên. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà gặp Trinh thì Yamasu ở hàng sau hàng trước thì cũng chết thôi. Nên là nó cũng không phải là một cái vấn đề lắm các bạn ạ. Chúng ta đã trói được Trinh rồi, và đây sẽ là cái cơ hội mà chúng ta lấy được cái mạng thứ hai của Trinh này. Towa chắc chắn là không thể nào chịu nổi cái nhiệt này rồi. Có rút máu chết hay không đây? Bye bye. Sẽ thế nào nếu như mà vừa đến lượt các bạn bị rút máu chết nhờ. Cảm giác nó cay không biết chứ. Thật sự là mình cũng khá là thích chơi những cái tem như thế này. Nhưng mà game thì nó kiểu như là nó có những cái chiến binh nó bị out so với phần còn lại quá, thì nó cũng rất là khó. Như vậy thì chúng ta có một trận thắng đầu tiên, và cái người gánh tem không ai khác đó chính là Trinh God.
mà Mira cũng góp mặt cho mình, đó chính là 5.0 triệu đam. Ok là chưa? Một tem nữa, mình nghĩ là tìm một ông nào đó 2 triệu tư luôn, ngang ngang lực chiến không thì sao nhờ? Không biết có ông nào hay không? Đây 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 đây, chúng ta có rồi các bạn. Có nha. Chơi. Thắng bại tại kỹ năng 5 khúc này nè. Tên bạn có vẻ là cũng không chịu nổi nhiệt bên đây rồi. Rất nhiều sát thương các bạn ạ. Yamasu cũng góp mặt cho mình 2.2 triệu đam. Mira đã tung ra kỹ năng tất sát. Có vẻ như tem của bạn sẽ phải nằm gục xuống hết rồi và không còn khả năng đứng dậy. Rút máu có chết hay không? Chỉ còn tí xíu nữa thôi là Devil Demira đã phải nằm xuống rồi. Anh ấy đang chớp chớp giật giật luôn kìa. Người ta gọi cái đó là hấp khói đúng không các bạn? Nhưng mà cũng may mắn là anh ấy đang vào trạng thái câm lặng. Có vẻ là có thể sử dụng được cái mini kill đúng không nhỉ? Thôi. Pha trả lại sát thương cũng rất gắt đến từ vị trí của vùng A kính. Đây sẽ là Mira. 1.8 triệu đam. Devil vẫn đang còn sống rồi. Có vẻ như là nó bị lắc rồi các bạn ơi. Hay là do mình không thấy cái lượng máu anh ấy nhờ. Là cuối cùng có chết hay chưa? Tại sao lại nằm dưới đất vậy? Anh ấy chơi giả bộ chết các bạn ạ. Cay thiệt sự. Có vẻ như là Devil vẫn còn sống các bạn. Là chỉ nằm thôi, bị lỗi hiển thị. Như vậy là Devil đã hồi lại cái phần máu của mình rồi. Một kết quả rất rõ rệt. Một mình trên gót không thể nào mà có thể là đem lại chiến thắng khi mà bên kia đang còn rất nhiều tướng hệ công. Vẫn không có mini kill nào được tung ra cả. Và đến lượt tem của mình luôn nè. Không biết có mini kill nào được tung ra hay không đây. Câu trả lời là có, nhưng mà bên kia thì vẫn còn đang cho mình một chiến binh rất nhiều đam, đó chính là Gogeta Shujin 4. Chỉ còn tí xíu nữa thôi là Mira đã có thể tích được 6 điểm nội tại của mình rồi, nhưng mà lượng sát thương là không đủ. Một mình trên gót là không đủ để có thể chiến thắng trong cái trận đấu này. Có vẻ như là mình phải điều chỉnh lại một tí xíu về cái thanh niên Black Goku này các bạn. Bỏ vào nó không có tác dụng gì hết. Bây giờ sẽ cho ai nhờ? Mình đang cần một cái gì đó. Đem tà ác mình có thể cho Ro vào được không nhờ? Nhưng mà nếu mà cho Ro vào thì nó bị mất cân bằng quá. Mình đang muốn test một cái tem nào đó. Bây giờ cho mình tem tà ác luôn không các bạn? Tem tà ác à? Granola thì sao nhờ? Mình sẽ nhờ cái sự hỗ trợ của Granola đi ha. Một chiến binh. Mình nghĩ là ai các bạn cũng sẽ, ban đầu là ai cũng sẽ bảo là phế hết, nhưng mà bây giờ khi mà vào đây thì xem như thế nào đây. Quấn cho bác này thử luôn, chơi luôn các bạn ạ. Chúng ta đã có sự góp mặt của siêu chiến binh rồi thì ngán cái gì nữa. Đó là rất nhiều sát thương đến từ tên của mình. Nếu như chúng ta muốn win được trận đấu thì có vẻ như là phải giết được con Devil bên kia sớm các bạn ạ. Đây sẽ là Mira cũng 3. Kỹ năng rất đẹp. 4.4 triệu đam. Liệu trong tên này chúng ta có thể giết được luôn tiêu chuẩn của anh hay không đây? Có vẻ là không rồi. Rút máu chết nào. Không chết nổi các bạn ạ.
chúng ta chỉ có lợi thế duy nhất, đó chính là Devil bên kia đã bị dính trói. Rất nhiều sát thương đến từ Ro. Và sẽ tiếp theo là Trân. Có vẻ như Vina sẽ phải chết bởi cái lượng sát thương thiêu đốt rồi. Thiếu chiến binh vẫn còn sống, anh ấy vẫn còn sống các bạn ạ. Ok, Mira bị dính sát thương thiêu đốt ngay cái lúc mà đến lượt tên của chúng ta rồi. Như vậy là chúng ta đã bị mất một lượt kỹ năng tất sát của Mira. Khá là uổng ha. Nhưng mà chúng ta vẫn kích liệu được các bạn, ví dụ của Ham. Nữa nào. Một phút phục ba phát nào bạn ơi. Làm một lần nữa đi bạn ơi. Và chúng ta vẫn đang có cho mình hai cái mạng. Devil bên kia hiện tại vẫn đang nằm để ăn vạ nữa rồi. Đây thật sự các bạn ạ. Là vẫn còn đang sống, đang còn cho mình một cái mạng nữa. Và anh ấy đang có cho mình kỹ năng tất sát nữa nha các bạn. Có sự đột phá nào ở đây không? Nhưng mà chúng ta hiện tại chỉ đang có một cái kỹ năng tất sát duy nhất của Ranola thôi, không còn một kỹ năng nào nữa. Rút máu chết nào. Vẫn không chết được Gota Shigen 4. Đó chỉ là một cái lượt rút máu mà khiến cho anh ấy phải nằm xuống giả bộ ngủ thôi. Khó thật sự. Bởi vì tên của bên mình thật sự là cũng không có Devil. Mà thường là tên bên kia Devil nó sẽ gánh các bạn ạ. Nhưng mà cảm giác rất là phê đúng không? Khi mà chúng ta kiểu vừa tới lượt họ không bị thiêu chính thiêu đốt chết. Cảm giác nhìn đúng đã luôn các bạn. Mình khá là thích chơi cái cách này, nhưng mà do là cái tem thiêu đốt nó không có nhiều thôi, để chúng ta có thể biến tấu được cái phần tem của mình. Nó chỉ có một vài con có thiêu đốt thôi à, nhưng mà trúng vào những cái con nó không được mạnh nữa chứ. Đây, mình sẽ cho các bạn xem thử một trận đấu khi mà Ranola nằm ở hàng trước này, với một cái tem. Hai triệu mốt lực chiến lúc nãy đâu nhờ. 2.4 cùng là chính là ông này vừa đánh đúng không? Cái này thì có vẻ tem khá là căng. Không có. 1.9 này. Tem này chắc là vẫn có khả năng win được rồi. Mình đang tìm một ông nào đó 2.000.000. Skiller 6 sao lần à. Căng thế. 2.2 này. Ngon. Chơi nhé các bạn. 2.2 một tem chúng ta sẽ có Vegito, Toa và Dodge Squid. Tem này thì chắc nó sẽ dễ hơn rồi. Rồi một phát bình thiên hạ luôn. Không còn gì để nó có thể thể hiện nữa. Quá trời sát thương các bạn ạ. 4 điểm hồi sinh. Và đó là 5 điểm. Bây giờ thì Vegito có trưởng vào Ranola này cũng rất khó để có thể giết được anh ấy. Với 5 điểm hồi sinh của mình. Nó hồi sinh thì cũng không đúng. Nó là một dạng miễn tử hồi máu nha các bạn. Đây, còn lại 4 mạng thôi. Nhưng mà cái này hồi lại máu cũng khá là ít. Nhưng mà mình đâu có đòi hỏi đâu. Tại vì nó miễn tử được nhiều lần mà. Trên God có vẻ sẽ dọn dẹp cái phần còn lại của trận đấu rồi. Đường sát thương cực kỳ khủng. Chắc chắn là Devil sẽ phải nằm xuống khi mà cái lực phát động truy kích thứ hai của Ranola. À, không nhắm vào Devil à. Nhưng mà nãy cũng phải nằm xuống rồi các bạn. Ấn cái tem hài thật sự ạ.
Ờ, nhưng mà nếu như mà Mira mà kết hợp với Yamashu mà full tinh tú thì nó sẽ khác nha. Do là team này Keolai vẫn chưa map tinh tú này, rồi Yamashu cũng chưa map tinh tú nên mà chưa không có đưa vào. Chứ nếu không thì chúng ta cũng có một cái đội hình gọi là DBK vui vẻ siêu funny luôn các bạn. Rồi như vậy là trận đấu đã có cái sự quyết định rồi. Vẫn là trên gót người mang lại cái lượng đam cao nhất 11.9 triệu đam. Và Ranola góp mặt với 7.1 triệu đam các bạn ạ. Ok thì không còn gì để nói nữa. Một cái tem phải gọi là nếu mà bỏ Ranola ra thì nói chung nó cũng phế các bạn ạ. Phải đánh trong cái tem khá là ao thì mới có thể win được. Vì ra thì cái lượng rút máu của anh ấy cũng không, nói chung là đọc kỹ năng thì thấy nó nhiều nhưng mà vào kiểu cảm giác không có được to lắm các bạn ạ. Mặc dù đang có cho mình 3 vũ khí rồi, có thêm cho mình văn chương 6 sao max level, nhưng mà lượng đam này không có được cao lắm. Rồi, thì nói chung là cái video của mình cũng đã dài rồi, hy vọng anh em sẽ cho một like cũng như subscribe để mình làm động lực làm tiếp theo cho các bạn xem nhá. Thank you các bạn và chúc các bạn một ngày thật vui vẻ.